Xin chào buổi chiều cuối tuần đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Và chiều hôm nay Sài Gòn chiều chủ nhật và cũng là ngày 20 tháng 12 năm 2020. Và vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ đón chào một cái mùa Noel của 2020 và đón chào một năm mới năm 2021. Nhân đây cũng xin kính chúc toàn thể anh chị và các bạn có một năm mới nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Còn mong cho cái đại dịch này nó sớm đi qua để tất cả anh chị và các bạn sẽ có một cái niềm vui trọn vẹn hơn. Và chiều hôm nay thì Sài Gòn cũng rất là dịu mát, nhiệt độ ngoài khoảng 28-26 độ C. Nói chung là giống như không khí của Noel ở hải ngoại vậy đó, nhưng mà cái mát của Sài Gòn thì nó không có giống như ở nước ngoài cũng như ở các tỉnh khác như Đà Lạt. Nói chung từ vì hôm nay là bão, không phải bão mà là áp thấp nhiệt đới nó, nên thành ra thời tiết nó cũng không có nắng và rất là dễ chịu. Thành ra chiều hôm nay em mời anh chị và các bạn chúng ta cùng lang thang dạo quanh khu vực Sài Gòn và nhìn ngắm lại những hình ảnh của căn nhà ngày xưa và cũng như mình cập nhật một số hình ảnh của ngày nay, với lại đi ngang qua ngôi nhà thờ cũng rất là nổi tiếng ở khu vực này. Và không biết ngày hôm nay mùa Noel này ở đây trang hoàng như thế nào ha. Và Sài Gòn bây giờ là 2 giờ hơn và chúng ta thấy trước mặt chúng ta đó là khu vực chợ Thái Bình. Chúng ta nhìn thấy trước mặt có ba con đường đó là Cống Quỳnh phía bên tay phải, rồi Phạm Ngũ Lão cặp hai bên chợ, và Võ Tánh nối liền từ quận nhất cho đến quận 5. Và bên cánh trái của anh chị và các bạn đó là khu vực rạp Khải Hoàn ngày xưa và ngày nay là cho thuê rồi nè. Đây là cái nhà sách Phương Nam. Lúc trước là rạp, ngày xưa là rạp Khải Hoàn đó ha. Và sau rất là nhiều chủ thuê. Và ngày nay cái rạp này được thuê làm nhà sách. Giống như nhà sách Khoa Sa, nhà sách Xuân Thu vậy đó. Chúng ta nhìn bên đây đó là hai bên đường Phạm Ngũ Lão với lại Võ Tánh cũng như Nguyễn Trãi. Từ đây chúng ta sẽ đi dạo con đường Cống Quỳnh, rồi nhìn ngắm lại hình ảnh của ngôi nhà số 166B Bùi Thị Xuân. Nói chung cái video clip trước khi em thực hiện đi vô cái hẻm 166 Bùi Xuân thì không có biết số nhà, nên thành ra đi vô rồi đi ra để lại sự tiếc nuối của rất nhiều của chú anh chị. Nên thành ra hôm nay buổi chiều trước cuối tuần thật là mát mẻ, rồi em dẫn anh chị và bạn chúng ta cùng đi dạo lòng vòng ở đây. Và phía bên kia ngày xưa là cái khu vực siêu thị Hà Nội, và ngày nay thì và ngày nay là cái không biết cho thuê làm cái gì đây. Nói chung lúc nãy đi do là trơn, cái vỉa hè trơn trợt cái mém tay á. Rồi ta tiếp tục nha. Ở đoạn này thì có một cái quán nhậu cũng rất là nổi tiếng, không phải quán nhậu mà là cái nhà hàng, quán ăn rất nổi tiếng, đó là nhà sách Hoa Sứ, nhà hàng Hoa Sứ kế bên nhà xuất bản sách Kim Đồng. Ở trong khu vực này bây giờ thì cũng có rất là nhiều cái building cũng như rất nhiều ngôi nhà mới được xây lên. Và bên cánh trái chúng ta đó là khu vực Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thường trực phía Nam. Và kế bên đó còn cái hẻm
ngày xưa người ta hay gọi là hẻm hẻm thịt chó đó, đi vào khu Mã Làng, khu Đồng Tiến. Và ngày nay thì hẻm khỏe thông thoáng hơn, rộng hơn. Hẻm đi vào một khu xóm cũng cũng có một cái nhà thờ ở trong đây. Để cho hôm nào thì em sẽ chạy vòng vòng vô đây để anh chị xem ha. Bên này nhà hàng Hoa Sử bên này. Nhà hàng này thì có rất là lâu đời, rất là lâu năm rồi. Nếu mà anh chị ngày xưa thì nếu mà có ở khu vực này chắc cũng biết nhà hàng này. Ngày xưa ở đây có một cái cây sứ rất là lớn ở phía trước cửa nhà. Rồi nên thành ra đặt tên là nhà hàng Hoa Sứ luôn. Do là hôm nay chủ nhật thì đường xá nó cũng hơi vắng ha. Mình đi cũng rất là thoải mái. Bên cánh trái anh chị bạn có một cái hệ thống siêu thị rất là lớn ở Việt Nam, đó là siêu thị Thế Giới Di Động, hệ thống điện máy xanh bữa nay khai trương. Hôm bữa thì ở bên đây chắc do là khu đất này quân đội lấy lại nè, xây lại cái cổng rồi hàng rào, nên thành ra cái siêu thị này dời qua đây. Bữa nay khuyến mãi quá trời, giảm 20-30% nhân dịp khai trương. Buổi chiều giảng bộ tán bộ ở Sài Gòn mà nhìn ngắm lại những hình ảnh này giống như là chúng ta đang tự mình đi dạo vậy. Nói chung video clip cũng không có sự dàn dựng hay là đạo diễn, chỉ là những hình ảnh mà nó giống như nó ghi lại cái lịch trình của Vinh Lâm TV đi đi dạo Sài Gòn vậy đó. Nói chung sáng hôm nay thì cũng Vinh Lâm cũng không có tiết mục gì. Sáng nay chở mấy dì đi đi Đồng Nai rồi trưa là về rồi, nên thành ra bây giờ lại thông thả khi bạn đồng nhỏ đang ngủ. Em dẫn anh chị đi vòng vòng, rồi khi nó dậy thì không biết nó có đòi đi đâu không. Chắc hôm nay đi vòng vòng lên nhà thờ, chạy xe lắc, chạy xe scooter, chứ lâu rồi cũng không có đi chơi. Thành ra cũng buồn, từ khi bùng phát dịch bệnh lần thứ ba tới giờ. Và thẳng hướng camera đó đến là con đường Cống Quỳnh, đi ra Hồng Thập Tự cũng như Nguyễn Thị Minh Khai, ngay ngã ba Phạm Viết Chánh. Bên cánh trái anh chị và bạn đó là hình của một siêu thị cũng rất là lớn ở Việt Nam, cũng tương đối rẻ, đó là siêu thị Co-op Mart. Phía sau siêu thị này có một cái khu đất rất là lớn, và ngày nay xây lên cái building của quân đội nè. Rồi bên cánh phải anh chị và bạn đó là giao lộ Bùi Thị Xuân với lại Cống Quỳnh. Nơi đây có cái cửa hàng bán máy tính Thành Nhân rất là lớn. Và chúng ta nhìn lại con đường Bùi Thị Xuân thỏ nào, và ngày hôm nay không biết anh chị và các bạn có nhìn ra hay không. Đối diện hẻm là quán chè 111 Bùi Thị Xuân. Xôi chè Bùi Thị Xuân thì rất là nổi tiếng, bán cũng rất là ngon. Nói chung thời buổi này có một cái quán như thế thì cũng là cái vấn đề lớn, tại vì mặt bằng rất là cao, chỉ có mặt bằng nhà thì mới chịu nổi thôi. Đó, và bên kia đó là để nhà số 170 rồi 170 bit. Bit là theo địa chỉ của tiếng Pháp, cũng cùng một khu đó. Và kế bên thì chúng ta thấy có một cái
khu nhà số 166. À, 166 rồi 166 B. À, mà nhà bạn vàng là 166. Rồi nhà kim kim là 166 B. À, kế bên thì có nhà đóng cửa. Và kế bên nữa thì có hẻm 166. À, khu 166 này rất là nhiều nhà ha. Rồi chúng ta cùng đi vô hẻm này để mình nhìn nhìn ngắm lại nhìn hình ảnh của ngôi nhà ngày xưa như thế nào. Vẫn có lẽ ngày nay cũng rất là khác, tại vì nhà ngày nay thì cũng xây lại hết rồi. Chúng ta đi thẳng vô nè. Đây là cửa sau của nhà 166. Bên tay phải. Rồi bên phải là góc B. Rồi nhà 166D bên tay phải luôn nè. Để em quay trở ra để anh chị nhìn thấy ha. À, đây là cuối hẻm. Cuối hẻm có một ngôi nhà nhỏ nhỏ. Đó, và nhà 166D ngày hôm nay thì mới xây lại sau này. Nhà có tường màu nâu, màu rất là cao. Ngôi nhà có cái cây phía trước, có hai có bé đang ngồi nè, và có cửa lùa. Đây và đây là G và F. Cuối cùng là H. Và đối diện là phòng máy số. Và bên đây là cổng sau của nhà 166B. Chắc có lẽ hình ảnh của khu xóm ngày xưa thì của chú anh chị cũng không nhìn ra đâu ha. Vì nhà bây giờ rất là mới rồi, với lại giá nhà ở đây bây giờ cũng tăng vọt. Nhà ở đây thì giá triệu đô là bình thường. Vì đây nhà ở đây rất là mắc. Những mặt bằng ở đây cho thuê thì có giá tầm 1-2 ngàn đô một tháng. Đó, nên thành ra ngày xưa ở đây bán rất là nhiều máy vi tính, rất là nhiều cửa hàng vi tính. Đó, nhưng mà ngày nay thì do cái chi phí quá cao và lợi nhuận không có đủ để chi trả, nên thành ra rất nhiều công ty, rất nhiều cửa hàng đã dời đi chỗ khác. Chỉ còn một vài công ty mặt bằng nhà của họ thì họ kinh doanh tiếp thôi, còn lại thì hầu như là đã di dời hết rồi. Có nhà thì cho thuê được tới, nếu mà nguyên căn thì khoảng 4-5 ngàn đô, 4-5 ngàn đô một tháng. Thời điểm dịch bệnh thế này thì kiếm đâu mà ra. Đây là cái công ty Biển Sơn, một trong những công ty lớn nhất miền Nam Việt Nam, phân phối về máy tính, laptop, linh kiện vi tính. Còn trụ lại ở khu vực này. Biển Sơn thì có rất là nhiều cái building cũng như là văn phòng cũng như là kho bãi ở quận nhất này ha. Là một trong những công ty lớn.
rồi một số hình ảnh ở khu xóm gửi anh chị. Hy vọng là cô chú anh chị và các bạn cũng nhìn ra được cái khu vực này và biết được cái con đường Bùi Thị Xuân cũng như Cống Quỳnh dạo quanh chợ Thái Bình ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục đi lang thang nữa để mình nhìn ngắm hình ảnh của ngôi trường, đó là trường Nguyễn Bá Tồng ngày xưa và cũng là Bùi Thị Xuân ngày nay. Trước mặt anh chị đó là con đường Nam Quốc Cang đi ra Võ Tánh cũng như là Nguyễn Trãi ngày nay. Ở đây có cái trường cao đẳng sân khấu, cao đẳng sân khấu điện ảnh. Ngày xưa cái đường đó cũng rất là nhiều biệt thự, nhưng mà ngày nay thì những biệt thự đó được thay đổi bởi những cái building rồi. Mình đang đi trên lề đường Bùi Thị Xuân. Xe ta đang lùi tới mà nó đẩy. Không biết chị Mai có nhìn ra những cái khung cảnh này không hả? Chắc có lẽ cũng rất là thay đổi vì sự ra đi của chúng ta rất là lâu rồi. Hôm nay giống như là Tết năm nay vì dịch bệnh nên mình không có về được, thì mình cùng ngắm lại con đường thở nào nơi sinh ra và lớn lên, thì giống như Tết mình quay trở lại mình thăm. Ngày đây buổi chiều bán chân gà nướng rất là nhiều ngay giao lộ Lương Hữu Khánh và Bùi Thị Xuân nè, thẳng con đường Lương Hữu Khánh này. Chúng ta sẽ đi ra Nguyễn Thị Minh Khai cũng như là Hồng Thập Tự ngày xưa. Ngày xưa có một đường rầy xe lửa đi ngang qua khu vực này, và ngày nay là một cái con đường, con đường Lương Hữu Khánh chuyên làm con dấu mộc với lại huy hiệu, bản hiệu, huy chương rất là nhiều ở con đường Lương Hữu Khánh phía sau trường sau trường Bùi Thị Xuân cũng như là trường Nguyễn Bá Tồng ngày xưa. Ở đây có một trường tiểu học Kết Đoàn. Những ngôi nhà ở đây thì có giá là 20 mấy tỷ nè, 27, 28 tỷ. Giá thuê thì 20-30 triệu mặt bằng, nói chung cũng rất là lớn, giá trị rất là cao. Mặt tiền ở đây rất là có giá. Vì là dịch bệnh nên ra cái việc buôn bán nó chậm, bán đất nhà nó chậm, nhưng mà cái giá trị nhà đất nó không có xuống hả. Mặc dù là dịch bệnh nên thành ra nói chung có rất nhiều người tưởng đâu là mùa dịch này nhà rẻ rồi mua để dành đầu cơ, nhưng mà thật ra không hề rẻ đâu. Trước mặt anh chị đó là trường Bùi Thị Xuân ngày nay đang xây thêm một cái hạng mục phía trước nữa. Ngày xưa là trường chỉ có 3 dãy, bên trái, bên phải và ở giữa. Hôm nay xây luôn 4 dãy, giống như là xây 4 mặt rồi đó, 4 mặt ở giữa là sân trường với 7 xe. Có lẽ cái video clip này nó cũng khá là dài để anh chị nhìn lại khung cảnh này. Có lẽ hôm nay thời tiết cũng rất là thuận lợi để chúng ta có dịp đi bộ, đi lòng vòng, đi lang thang, đi khắp cùng làng ngõ hẻm. Hẻm lúc nãy là hẻm cùng thôi. Bên đây là cổng chính của trường Bùi Thị Xuân nè. Đối diện cổng chính này có một cái hẻm 134, hẻm đi ra đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ở giữa hẻm thì có quán cháo lòng của nó nổi tiếng. Cháo lòng lâu quá em quên tên.
đó, nhiều khi ăn ăn hoài mà cũng không nhớ, không để ý, cũng lâu rồi không có quay lại. Ở đây lúc nào cũng là cửa hàng Nam Thành làm những cái vòng vòng hoa lễ tang đó, nổi tiếng từ đó giờ. Phía trước anh chị bảo quản đó là con đường Tôn Thất Tùng, cũng là Bùi Chu ngày xưa mà chúng ta sẽ đi cánh phải con đường Tôn Thất Tùng để mình đến nhà thờ Quyền Sĩ. Theo những cái tư liệu ngày xưa thì nhà thờ Quyền Sĩ được ông Quyền Sĩ hiến đất để xây dựng, nên thành ra nhà thờ mang tên của ông luôn. Ở đây là xóm đạo Chợ Đuổi, đây là khu vực xóm đạo Chợ Đuổi. Con đường Tôn Thất Tùng là một trong những con đường cũng rất là đẹp, tại vì có hàng me rất là mát. Bên đây là quán cà phê La Mốt. Rồi đi thẳng con đường này, chúng ta sẽ đi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, rồi đi qua cái hẻm bên kia là chợ Cây Đa hay là chợ Chòm Hổm, rồi đến chợ Bàn Cờ luôn đó. Ôi, chợ Vườn Chuối luôn đó. Ô, còn mấy phút ơi. Nói chung mùa này thì có rất là nhiều nhà thờ trang trí Noel, nhưng mà không biết cái nhà thờ Quyền Sĩ này có trang trí như thế nào đây. Ở đây là nhà hàng Sun Garden The Adora Dynasty. Và ngày nay ở đây khu vực này rất là khác. Lúc trước không có nhà hàng này. Sau này nhà hàng này mới xây lại kế bên nhà thờ Quyền Sĩ thôi. Bên kia là hẻm 40. Hẻm 40 Tôn Thất Tùng. 40 42. Ở đây có một quán cơm tấm cũng rất là lâu rồi nè. Đó là cơm tấm Thuận Kiều. Nằm đối diện với nhà thờ. Bên cánh phải chúng ta đó là khu vực nhà thờ Quyền Sĩ. Ngày hôm nay cũng ở đây cũng có trang trí hàng đá, nhưng mà mình đi ban ngày nên là mình không thấy được cái đèn, nhưng mà hy vọng đâu đó cũng gửi hình ảnh rất đẹp của nhà thờ đến với anh chị. Phía trước cổng nè. Giáo xứ Chợ Đuổi, nhà thờ Quyền Sĩ. Chính giữa là hình ảnh của ông Quyền Sĩ. Trên nhà thờ thì có một cái thánh giá, và trên đó có cái tượng con gà, biểu tượng của kiến trúc châu Âu, giống như nhà thờ con gà ở Đà Lạt vậy đó. Một trong những nhà thờ rất là cổ xưa. Bên cánh trái chúng ta đó là hang đá. Nơi thờ
Đức Mẹ Maria. Sẵn đây thì cũng xin cầu nguyện, cầu sự bình an, cầu sức khỏe đến cho toàn thể anh chị và các bạn. Hy vọng cái dịch bệnh này nó sẽ sớm đi qua để người dân trở lại cuộc sống bình thường, và anh chị lại có dịp trở về Sài Gòn, trở về quê hương, thăm lại những con đường xưa và những ngôi nhà xưa. Khuôn viên nhà thờ rất là rộng. Bên cánh phải là tiếp tục qua bên cánh phải ha, để nhìn ngắm lại khu vực tượng Chúa Giêsu. Cầu mong cho Chúa ban phước lành, ban nhiều hồng ân đến với toàn thể anh chị và các bạn. Ơn Chúa cứu chuộc chan chứa nơi Đức Kitô. Khu vực này là nhà thờ mới xây lại sau này nè. Và bên đây là hang đá. Hang đá nhà thờ Nguyễn Sĩ nhìn thấy cũng rất là đơn giản nhưng mà cũng rất là đẹp. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Buổi tối thì mới mở đèn ha. Không biết mùa Noel này ở các quốc gia anh chị và bạn đang sinh sống thì như thế nào? Ở Sài Gòn thì nói chung cũng đơn giản, lặng lẽ trôi qua. Có những khu vực thì rất là đông giáo dân, rất là trang trí rất là hoành tráng, như là khu vực Bắc Hải rất là nhiều nhà thờ. Còn ở đây thì không có nhiều nhà thờ nên thành ra trang trí xung quanh nhà thờ vậy thôi. Khu vực nhà sinh hoạt. Chủng viện dự bị. Là phía sau nhà thờ là trường Kết Đoàn, trường tiểu học Kết Đoàn màu xanh xanh đó. Và video clip ngày hôm nay chắc đến đây xin được khép lại. Một số hình ảnh ở nhà thờ Nguyễn Sĩ với lại con hẻm 166. Để anh chị nhìn lại ngôi nhà số 166D và ngày hôm nay cũng đã rất là thay đổi và đi dạo vòng vòng ở Sài Gòn cuối tuần. Nhân đây cũng chúc sức khỏe đến toàn thể của chú anh chị và các bạn. Cảm ơn cô chú anh chị và bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV. Và bây giờ thì hẹn gặp lại anh chị và bạn trong video clip tiếp theo ở Sài Gòn ha.